Tri thức tốt xin kính chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình xin gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý vị vui lòng nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những tin tức hữu ích đến từ kênh tin tức Tri thức tốt. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với những thông tin chi tiết Xem tử vi năm 2022, gia chủ tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Trong năm Nhâm Dần 2022, gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 gặp sao hạn nào chiếu mệnh? Xem tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 năm 2022, giúp bạn có những sự lựa chọn hợp lý và thu được kết quả tốt nhất về vận trình công việc, tài lộc, sức khỏe, tình duyên. Thông tin Nam Mạng tuổi Bính Thìn, 1976. Năm sinh Nam Bính Thìn, 1976. Mệnh, xa Trung Thổ, đất giữa cát. Cầm tinh con rồng, xuất tướng tình con chuột. Năm xem, nhâm dần, 2022. Mệnh, kim bạc kim, vàng lá vàng bọc. Cầm tinh con cọp, xuất tướng tình con ngựa. Xem tử vi năm 2022 cho thấy nhâm dần không phải một năm quá thuận lợi đối với người tuổi bính thìn vì vậy đường số cần chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối diện với khó khăn thực chất bạn vẫn còn khá trẻ tuổi do đó chớ nên vội vàng thỏa hiệp hoặc đầu hàng trước vấn đề xảy ra trong cuộc sống hãy coi những biến cố mình gặp phải như một đòn bẩy để mình có thể thăng tiến hoặc đạt được những thứ hạng vượt bậc trong tương lai chuyện đầu tư kinh doanh chớ nên vội vàng cần thăm dò rõ ràng tình hình thị trường trước khi đưa ra quyết định. Các mối quan hệ xã giao không thuận lợi cũng là yếu tố cản trở thành công, nên để tâm tới điều này. Về công việc, làm ăn, tử vi tuổi thìn năm 2022 cho thấy con đường phát triển sự nghiệp vướng phải nhiều trở ngại, ít cơ hội thăng tiến. Việc làm ăn, kinh doanh đối mặt nhiều thách thức mang tính khách quan như tác động dịch bệnh, cung cầu thị trường vì thế làm gì bản mệnh cũng cần phải kiên trì quyết tâm hơn hẳn khoảng thời gian trước đó và chớ vội đầu hàng trước khó khăn thời điểm này bạn dễ rơi vào mâu thuẫn với đồng nghiệp cạnh tranh với đối thủ hay thậm chí là bất đồng quan điểm với cấp trên bên cạnh việc giữ vững lập trường bạn cũng cần phải tự nhìn lại bản thân trước khi chê trách hoặc phê bình người khác nếu có lỗi sai bản mệnh nên tự ý thức và có hướng sửa chữa chớ nên đùn đẩy đổ trách nhiệm cho mọi người xung quanh. Về tiền bạc, tài chính, xem bói tử vi, tình hình tài chính không được lý tưởng, con đường kiếm tiền làm giàu thêm áp lực và khó khăn chồng chất. Chi tiêu cần thắt lưng buộc bụng, đừng quá hoang phí, kẻo rơi vào cảnh vay mượn, nhất là chi tiền với mục đích phô trương, khỏe mẽ. May mắn trong năm đường số vẫn có thể có được nguồn thu phụ từ các công việc tay trái. Tuy nhiên, Số tiền đó chỉ để bổ sung vào các khoản chi tiêu trong cuộc sống, chứ không quá dư giả. Người làm đầu tư, kinh doanh cũng cần thận trọng khi đứng trước các cơ hội đầu tư, bởi không phải đầu tư vào đâu là cũng có thể sinh lời. Tốt nhất hãy tiếp tục phát triển ở những mảng mình đã hiểu rõ, chứ đừng vội mở rộng phạm vi ra những mảng mình chưa hiểu rõ. Về tình duyên, gia đạo, người độc thân ít có cơ hội đến với người phù hợp trong năm nay, dù là nam hay nữ mạng đường số thường xuyên rơi vào trạng thái bị động, chờ đợi người khác đến với mình. Người đã có gia đình thì cần phải kiềm chế cảm xúc nóng này của mình nhiều hơn, nếu không, vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Có vấn đề gì xảy ra, đôi bên cần chủ động trò chuyện, trao đổi với nhau nhiều hơn, không nên giữ mãi trong lòng hoặc khăng khăng làm theo ý mình. Về sức khỏe, người sinh năm 1976 không nên lao động quá sức trong năm nay, nếu không, dễ rơi vào tình trạng lao lực, khiến cơ thể mệt mỏi, thậm chí gây ra tổn thương khó có thể chữa lành. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn cũng nên dành một khoảng thời gian nhất định để rèn luyện sức khỏe. Bạn đã bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa nên không thể coi thường các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Ngoài ra, đi lại cần thận trọng, tránh chủ quan lơ là kẻo gặp tai nạn bất ngờ. Trong năm nhâm dần 2022, Quý bạn nam mạng tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 gặp sao nào chiếu mệnh, gặp phải vận hạn gì, cách thức cúng và làm lễ dâng sao giải hạn như thế nào cho hiệu quả. Sau đây, chúng tôi xin gửi thông tin đầy đủ và chi tiết nhất đến quý bạn nhằm giảm bớt tai họa hay tránh được những điều không may mắn có thể xảy ra trong năm. Sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2022 quý bạn nam mạng tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Sao thổ tú hạn ngũ mộ, hạn tam tai, không phạm thái tuế, không phạm kim lâu, phạm hoàng ốc. Trong năm nhâm dần 2022, quý bạn nam mạng tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, 47 tuổi, gặp sao thổ tú. Sao thổ tú, hay còn gọi là thổ đức tinh quân, là vị thần trông coi sao thổ. Người gặp sao này chiếu mệnh thì vận trình khai hoa nở nhụy, nửa năm đầu bình thường, tới cuối năm mới đại cát đại lợi. Người gặp sao thổ tú nếu không đề phòng sẽ bị tiểu nhân giảm pha, xuất hành không thuận lợi, gặp khó khăn trốn quan trường. Sao thổ tú là sao xấu đối với cả nam mạng, nữ mạng và gia trạch. Bởi sao thổ tú là sao xấu, chủ về tai nạn, kiệt tụng. Người bị sao này chiếu mệnh nên đề phòng kẻ tiểu nhân gia đạo đưa đến bất an và buồn phiền, nhất là vào tháng 4 và tháng 8. Những người cao tuổi gặp sao này thì bệnh tật hoành hành, ốm đau khó khỏi. Tuy nhiên, với những người thuộc mệnh thổ, bao gồm cả đàn ông và phụ nữ, lại rất hợp với sao thổ tú. Nhưng dù mệnh gì thì tinh thần luôn mang chút buồn man mác, làm cho gia chủ không kiên định trong mọi việc, đặc biệt là việc làm ăn luôn hoài nghi và không hăng hái trong mọi việc. Cách thức cúng dâng sao thổ tú: Mỗi tháng vào ngày 19 âm lịch đóng kín các cửa sổ trong nhà, dùng 5 cây đèn cầy hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt ba cây nhang quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái. Trung ương mộ kỳ thổ đức tinh quân thì sẽ nhẹ được phần nào. Trên bàn đặt một tờ giấy màu vàng ghi tên tinh tú tọa bản mệnh. Trung ương mậu kỳ thổ đức tinh quân dùng một cây diều đặt phía trên. Sau đó, mặt hướng về phía chính Tây tính tọa trong khoảng thời gian từ 15 giờ đến 16 giờ. Qua 16 giờ đem bùa vào nhà bếp đốt là được. Trong năm Nhâm Dần, quý bạn Nam mạng sinh năm 1976 gặp hạn ngũ mộ. Gia chủ gặp hạn ngũ mộ sẽ hao tài và bất an. Quý bạn không nên mua đồ lậu và đừng nên cho ai ngủ nhờ khi gặp tai bay vạ gió. Cần đề phòng việc hao tài mất của, tránh mua những đồ không có hóa đơn. Cách hóa giải hạn ngũ mộ. Thứ nhất, gia chủ nên tích cực làm nhiều việc thiện, tu nhân tích đức, ủng hộ quyên góp đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh nên kết giao với những người lương thiện, tránh những người lừa gạt, lưu manh, dẻo miệng, kinh doanh đa cấp hoặc lô đề cờ bạc. Đây được coi là cách giải hạn ngũ mộ nói riêng cũng như mọi loại hạn nói chung. Thứ hai, nên thận trọng trong các hoạt động làm ăn, thương mại, kinh tế. Khi mua sắm đồ đạc cũng phải lựa chọn những sản phẩm, thương hiệu có uy tín, có bảo hành đoàng hoàng. Thứ ba, nếu bạn có nhiều tiền nên mua bảo hiểm, gửi tiết kiệm, Tránh để nhiều tiền trong nhà đề phòng trộm cắp, cướp giật hay lãng phí, hao tốn. Thứ tư, hiện tượng hao tốn tiền bạc một phần do phong thủy nhà không tốt. Đứng về góc độ lý khí, nếu tại vị trí hướng tinh không đắc cách vượng hướng thì tiền bạc khó tụ, đặc biệt vào những năm lưu niên Thái Tuế, Ngũ Hoàng, Nhị Hắc của năm bay đến hướng cửa trước của căn nhà. Điều này cần sử dụng la kinh đo đạc, nghiên cứu, phân tích và có biện pháp hóa giải đúng cách mới mang lại hiệu quả cao. Thứ năm, cần nghiên cứu kỹ hạn năm, hạn tháng trong lá số tử vi của mỗi cá nhân, tránh tình trạng mù quáng đầu tư dẫn đến sai lầm. Thậm chí, có thể xem thêm hạn tháng để có những biện pháp giảm nhẹ nguy cơ hao tốn tiền bạc của cải. Trong năm 2022, quý bạn nam mạng sinh năm 1976 gặp hạn tạm tài Quan niệm thường xem năm tam tai là năm xấu, năm đầu nhẹ nhất, năm giữa nặng nhất và năm cuối dễ hồi phục nhất. Tam tai thường không tính theo tuổi cố định, không tính theo năm sinh mà tính theo con giáp. Vào năm hạn tam tai, người gặp họa thường gặp nhiều khó khăn, khôn đốn, luôn cảm thấy bế tắc. Hạn tam tai tức là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam, ba, số ba, thứ ba, tai, tai họa, họa hại, trong một đời người, cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Những người đến năm bị tam tai thường có những biểu hiện cụ thể như dễ bị kích thích, nóng nảy bất thường, hay bị tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, bị thương tích trong những việc nhỏ nhẹ, bị kiện hay pháp luật không tốt, hay mất tiền của, công việc không ổn định, thậm chí thất nghiệp, công ty phá sản, bị mang tính thị phi hoặc bị oan ức, có tang trong gia đình mất mát người thân. Cách giải hạn tam tai Để giải hạn tam tai, người ta thường cúng giải hạn. Quan niệm có các vị thần giáng hạ cho từng năm. Năm, thần, ngày cúng, hướng. Năm tý ông thần địa phong cúng ngày 22, lệ về hướng Bắc. Năm sửu ông địa hình cúng ngày 14, lệ về hướng Đông Bắc. Năm dần, ông thiên linh cúng ngày dầm, lệ về hướng Đông Bắc. Năm mão, ông thiên hình cúng ngày 14, lệ về hướng đông. Năm thìn, ông Thiên Kiếp, cúng ngày 13, lệ về hướng đông nam. Năm tỵ ông Hắc Sát, cúng ngày 11, lệ về hướng đông nam. Năm ngọ, ông Âm Mưu, cúng ngày 20, lệ về hướng nam. Năm mùi, ông Bạch Sát, cúng ngày mồng 8, lệ về hướng tây nam. Năm thân, ông Nhân Hoàng, cúng ngày mồng 8, lệ về hướng tây nam. Năm dậu, ông Thiên Họa, cúng ngày mồng 7, lệ về hướng Tây. Năm Tuất, ông Địa Tai, cúng ngày mồng 6, lệ về hướng Tây Bắc. Năm Hợi, ông Địa Bại, cúng ngày 21, lệ về hướng Tây Bắc. Về cơ bản, năm đầu tam tai, không nên bắt đầu làm việc trọng đại. Năm giữa tam tai, không nên dừng việc đang tiến hành, vì thường sau đó tiếp tục dễ gặp trở ngại. Năm cuối tam tai, không nên kết thúc việc quan trọng vào đúng năm này. Trong năm nhâm dần 2022, quý bạn nam mạng tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, 47 tuổi, Phạm Hoàng Ốc ở Ngũ Thọ, Tử Ly, Phòng Tử Biệt. Tuổi này làm nhà là Phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly. Theo quan niệm dân gian và trong phong thủy, thì hoang ốc là một hạn cần tránh khi làm nhà. Bởi làm nhà là một việc quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Nó có tầm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của các thành viên trong gia đình. Theo tài liệu cổ và kinh nghiệm dân gian, từ xưa, cổ nhân thường có cách hóa giải bằng cách nếu gặp những năm phạm hoàng ốc thì không nhất thiết không được xây dựng. Theo cách có đóng có mở rất linh hoạt và giải tỏa tâm lý cho gia chủ. Nếu gặp năm hoàng ốc thì sau khi xây cất xong, gia chủ trước khi nhập trạch về nhà mới thì nhờ người khác, thường là người thân, không phạm hoàng ốc đến ở một thời gian, sau đó chủ nhà mới dọn đến ở chính thức. Gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, khi làm lễ cúng và làm lễ dân sao nhằm hóa giải vận hạn, cần chọn đúng ngày giờ mà sao đăng viên thì mới có hiệu quả. Đa số các gia đình làm lễ cúng dân sao giải hạn vào dịp đầu năm để giảm bớt tai họa hay tránh được những điều không may có thể xảy ra trong năm. Đồng thời, cách cúng sao Thái Bạch, Mộc Đức, Thái Âm thủy diệu, la hầu, thổ tú, kế đô, phần hớn, cùng với các lễ vật, bài vị và bài văn khấn để cúng sao giải hạn là khác nhau. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của kênh tin tức tri thức tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp, mời quý vị để lại phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Quý vị vui lòng nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất. Những thông tin hữu ích nhất đến từ kênh tin tức Tri thức tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.